Chỉ đạo Thiên Dương, hoan nghênh cô đại giá quang lâm. Hôm nay là sinh nhật của tôi. Vốn dĩ cũng muốn mời cô qua chung vui, nhưng anh em chúng tôi là người thô tục, sợ uống quá trớn lại nói tục, nên không có mời cô. Ăn sinh nhật không có vấn đề, nhưng mấy người này, bọn họ đều là khách tôi mời đến. Đây là quân doanh, sao lại cho người ngoài vào? Được rồi, xảy ra vấn đề gì tôi chịu trách nhiệm. Anh chịu trách nhiệm nổi không? Xem các anh là bộ dạng gì. Nếu các chiến sĩ mới đến thấy bộ dạng này của các anh, họ sẽ nghĩ sao? Các anh có chút kỷ luật nào không vậy? Dương Thanh Mai, cô rút cuộc muốn sao? Hôm nay là sinh nhật của tôi, muốn làm mất mặt tôi à? Muốn tôi mất mặt với các anh em đúng không? Cô có chuyện gì không vừa lòng với Dương Trực tôi sao? Anh nói vậy có ý gì? Nhị ca tôi sai rồi, nên nói năng lung tung. Tôi không phải người không hiểu chuyện, nhưng các anh làm việc này có báo cho ai chưa? Đội trưởng Giang có biết không? Đại ca, đại ca, đại ca, đại ca, đều là anh em giàu sinh ra tử. Sinh nhật mà, cho vui vẻ chút. Xem ra là anh biết. Được, tôi không làm phiền nữa. Đại ca, anh nói nhỏ nhẹ vậy là sao? Chỉ đạo viên gì chứ? Chưa từng nghe nói. Đúng đó, nếu là chị dâu thì còn để mặt. Chứ chỉ đạo viên gì đó không phải chỉ là hạt cát trong đại đội ba chúng ta sao? Ngậm miệng lại cho tôi. Giờ chúng ta là bác lộ quân, bác lộ quân thì phải có quy củ của bác lộ quân. Lão nhị, giải tán những người đó đi. Đi, đi, giải tán đi. Giải tán đi. Giải tán. Đội trưởng, thời gian không còn sớm nữa, anh nghỉ ngơi sớm đi. Cậu cũng mau đi ngủ đi. Lâm đại ca, tôi có chuyện cần bàn với anh. Ngồi đi. Tiểu Đảm, cũng cần đóng cửa. Sao vậy? Anh có thật lòng gia nhập bác lộ quân không? Thật mà. Sao vậy? Nghi ngờ tôi sao? Không phải. Tôi chỉ là muốn nhắc anh, giờ chúng ta là bác lộ quân, tất cả những thói quen trước đây đều phải thay đổi. Phải, tôi biết. Hôm nay nhị ca làm có hơi quá đáng, nhưng cô cũng đã đi cùng với các anh em nên chắc cũng hiểu. Những anh em này nhịn lâu quá rồi. Cô yên tâm, tôi sẽ nhắc nhở họ, sau này sẽ không xảy ra nữa. Được, vậy tôi đi trước. Chuyện tối qua tôi có nghe nói, sao cô không đến tìm tôi? Tôi vốn định giải quyết nội bộ nên mới không đến báo cho anh. Cô thấy thế nào? Tình nghĩa anh em của họ tôi hiểu được. Dương Trực là người không đứng đắn, trong lòng mọi người cũng rõ. Anh ta không nói hay làm mấy chuyện kỳ quái thì không phải anh ta nữa. Người tuy là đã qua đây, nhưng tim thì vẫn vậy. Cô nghĩ được vậy là tốt. Dù sao đi nữa tôi cũng sẽ cố gắng. Cô cũng không phải một mình chiến đấu, ngoại trừ chỉ thị từ phía trên, còn có Lâm Phụng Thiên. Anh ấy, có lúc tôi thật không hiểu nổi anh ấy nghĩ thế nào. Lão nhị, lát nữa đi tìm chính ủy Chu, giải thích cho rõ ràng chuyện vừa rồi. Em biết rồi, em sẽ đi nhận lỗi. Đúng rồi đại ca, em đã gặp huyện trưởng Dương. Ông nói cho em một tin, nói đội vận chuyển của Nhật sẽ vận chuyển đạn dược ngang tiểu trang. Chuyện này tôi biết rồi. Đại ca, đây là miếng mùi béo, trừ đạn dược, trên xe còn có thuốc lá và đồ hộp nữa. Đại ca, cả đội quân thì không đánh được, nhưng đội vận chuyển thì đánh được mà. Được, đi tìm Lão Tam. Băng Giảng, tôi thấy trong đoạn 37 km quốc lộ Bảo Long là điểm phục kích rất tốt. Tôi thấy cũng được. Chúng ta đánh liều một phen, kéo tất cả ra một hơi, ăn trọn đội vận chuyển của Nhật, không để cho bọn chúng dùng một viên đạn.
Đúng. Này băng giảng, lần tập kích này anh vẫn không để đại đội 3 tiểu đoàn 2 tham gia à? Lão Lưu, đại đội 3 tuy rằng đánh trận hăng hái, nhưng dù sao cũng vừa mới đến, nhiều người mới, chiến lược yếu, vẫn còn cần tăng cường mới hợp tác được với các đội khác. Hơn nữa trong trận chiến tiểu trang, đại đội 3 tổn thất nghiêm trọng, tôi muốn bọn họ hồi phục lại rồi mới tham chiến. Được rồi, tôi thấy anh đang bảo hộ đại đội 3 thì có. Anh xem, chúng ta đến Bát Lộ cũng lâu rồi mà vẫn chưa có gì làm. Cả ngày đều là huấn luyện. Lần này vừa giảm trả lại phần ân tình cho bọn họ. Lúc chúng ta đến gia nhập quốc quân cũng có quà ra mắt. Lần này không thể tay không mà đến trung đoàn độc lập được. Đúng rồi, Bát Lộ quân rất chú trọng tuân theo mệnh lệnh, nghe chỉ huy. Trung đoàn dự định ra kế hoạch tác chiến. Chúng ta làm như vậy, liệu có làm hư kế hoạch của họ không? Lão Tam, cậu bị làm sao vậy? Từ lúc vào Bát Lộ lá gan nhỏ đi rồi à? Lần này chúng ta tấn công đội vận chuyển của Nhật chỉ là một bước nhỏ của họ, chỉ vừa đủ nhét cái răng trung đoàn độc lập. Bọn họ không xem trọng thì vừa dặn để chúng ta. Tôi tìm anh ta dò la tin tức. Đừng, tuyệt đối không được. Nói cho trung đoàn, phiền phức lắm. Được. Đội trưởng Giang, vừa rồi còn chưa nghỉ sao? Tôi đang định tìm cô đây. Lần đánh Nhật này, trung đoàn quyết định để chúng tôi ở lại. Chuyện này tôi biết. Chính ủy Chu có nói qua với tôi. Trong trận tiểu trang chúng ta đại thương nguyên khí. Tuy chính ủy Chu bổ sung thêm tân binh, nhưng hầu hết tân binh đều chưa có kinh nghiệm chiến đấu, nên trung đoàn quyết định để chúng ta ở lại huấn luyện tiếp. Nhưng các anh em muốn, đây là quyết định của cấp trên, các anh nhất định phải chấp hành. Hiểu rồi. Cô về nghỉ ngơi đi. Được. Đoàn trưởng, đội vận chuyển của Nhật còn cách chúng ta 2 cây số. Được, truyền lệnh của tôi để mọi người chuẩn bị tác chiến. Nói với mọi người nhất định phải tiêu diệt gọn đội vận chuyển, đừng để chúng dùng bất cứ viên đạn nào. Rõ.
Dừng. Tránh ra. Tránh ra. Tránh ra, tránh ra. Các anh em, xông lên, nhanh, nhanh lên. Các anh em, lên, nhanh. Có chuyện gì vậy? Ai bắn đó? Nghe tiếng súng, có lẽ cách chúng ta một cây số. Trương đại thủ, đi xem. Đại ca, đều là đồ tốt đó. Tiểu tử, cậu bắn chuẩn đó. Đại ca, mau xem đi. Đủ thứ đồ tốt hết, cái gì cũng có. Tốt lắm. Cả xe và đồ đều kéo về. Được, các anh em, đi thôi. Chúng ta đi thôi. Tiêu rồi. Chắc chắn là có người đến trước cướp đồ vận chuyển trước rồi. Gần đây chỉ có trung đoàn độc lập dân quân của Ngô Thiên. Không lẽ là Ngô Thiên làm? Với tính cách của Ngô Thiên, ông ta sẽ không chủ động tìm phiền phức đâu. Vậy là ai chứ? Dân binh. Không giống. Nghe tiếng súng thì chắc không phải. Xong rồi. Bọn chúng chắc chạy rồi. Đồng chí, mấy người đội trưởng đâu? Không biết nữa. Sớm đã ra ngoài với lão binh rồi. Thần bí lắm. Chúng tôi cũng không dám hỏi. Lão binh cũng đi sao? Phải. Chỉ đạo viên, cô không biết sao? Bọn họ có đem vũ khí không? Có, toàn quân vũ trang. Tiêu rồi. Đoàn trưởng. Đoàn trưởng. Tôi dựng chuyện của Nhật bị tấn công rồi. Là ai làm? Không biết, rồi đi nhanh quá. Lúc tôi đến nơi thì không còn ai nữa. Còn mấy đội vận chuyển khác chạy hết rồi. Mẹ kiếp. Rút quân. Rút quân. Đại ca, anh xem. Em không nói sai chứ? Mấy thứ này đủ cho chúng ta dùng nửa năm. Được, mỗi người phân một cái. Đây là trận đầu tiên sau khi chúng ta đến Bát Lộ. Khởi đầu suôn sẻ. Chiến lợi phẩm. Chúng ta lấy một nửa. Một nửa đưa cho trung đoàn. Các anh đã đi đâu vậy? Đi đánh Nhật. Hay lắm. Để bị xử đi. Đoàn trưởng, chính ủy, chiến đấu không thuận lợi sao? Làm gì có chiến đấu? Bọn chúng đều chạy hết rồi. Có người đến trước tấn công phân đội vận chuyển của Nhật. Những phân đội khác đều chạy về cửu đài thành rồi. Đám ngu ngốc này phá hoại toàn bộ kế hoạch của chúng ta. Tôi mà tìm được bọn chúng phải xử lý hết mới được. Anh đi xem rốt cuộc là ai làm đi. Không cần tra nữa. Là đại đội 3 làm. Tình hình chính là vậy. Đội vận chuyển của Nhật nghe được tiếng súng liền lập tức rút về cửu đài thành. Kế hoạch hút gọn một mẹ của chúng ta thất bại rồi. Trung đoàn định xử lý chuyện này thế nào? Chính ủy nói cần nghiên cứu. Lần này xong rồi. Còn tưởng đem lại dễ dàng cho trung đoàn độc lập. Ai ngờ lại trở thành như vậy. Được rồi. Tôi là đại đội trưởng. Một mình tôi gánh vác là được. Không liên quan đến các anh em. Anh gánh vác nổi sao? Lần này bọn chúng chịu thiệt. Lần sau nhất định sẽ tăng cường binh lực. Rất khó để tìm được cơ hội như vậy.
đánh cũng đánh rồi, nói mấy chuyện này có tác dụng gì? Sao lại không có? Chúng ta bây giờ là bát lộ quân, phải nghe chỉ huy, làm theo lệnh. Các anh giấu tôi tự ý hành động, đây không hợp với quy củ của bát lộ quân. Lần này nếu không hoàn toàn nhận ra sai lầm, lần sau sẽ còn tái phạm. Chúng tôi sai, chúng tôi nghe theo xử lý của trung đoàn. Đội trưởng Giang, lúc nãy tôi có hơi nặng lời. Chuyện này chủ yếu là trách nhiệm của tôi. Tôi thân là chỉ đạo viên, lại không phát hiện kịp để ngăn chặn. Sau này trung đoàn xử phạt, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Được rồi, xử phạt con khỉ. Đánh Nhật còn bị xử phạt, làm gì có chuyện đó. Đại ca, em đi tìm Lưu Đại Pháo. Được rồi, cậu đừng làm loạn thêm. Nếu không vậy đi đại ca, không cần biết trung đoàn xử lý chúng ta thế nào. Chúng ta trước tiên tìm đến trung đoàn, thể hiện thái độ của chúng ta, nói cụ thể ra, đem tất cả đạn dược chúng ta lấy được giao ra hết. Dù sao thì chúng ta cũng đã phá hoại kế hoạch tác chiến. Cho nên em nghĩ, này, dựa vào đâu chứ? Tôi nói trước, tôi không đồng ý. Không đồng ý. Ý của cô thì sao? Tôi đồng ý. Bác sĩ, chân của tôi khi nào mới lành hẳn vậy? Sắp rồi, nghỉ ngơi cho tốt, đừng đi lại. Thác Tử, nhị ca, đã khỏe chưa? Cậu tốt rồi, chạy đến đây nhàn rỗi. Chuyện trong đại đội cũng không quan tâm. Anh nghĩ em muốn ở đây sao? Không phải như hôm sinh nhật anh uống nhiều mấy chén. Được rồi, đừng nhắc nữa. Nhị ca, anh tìm em có việc gì không? Cũng không có gì. Tôi chỉ muốn nói cho cậu biết, chúng ta đã tập kích đội vận chuyển của Nhật, giành được không ít đồ tốt. Tiếc quá, em không đi được. Không đi thì không đi. Chẳng qua số đồ đó còn chưa kịp xài thì Dương Thanh Mai, chỉ đạo viên Dương, đã đem toàn bộ chiến lợi phẩm giao lên rồi. Dựa vào đâu chứ? Bác Lộ Quân căn bản không thích chúng ta. Nếu không phải vì chức quan nhỏ này, tôi phải làm loạn một trận mới được. Nhị ca, chuyện này anh không cần đi. Em đi xem. Chứ không sao chứ? Không sao. Dựa vào đâu mà giao lên? Đây là do các anh em đi đầu giành về được. Không giao. Không được giao. Chúng ta cướp đồ của Nhật, cũng đâu có cướp đồ của họ. Không được giao. Đúng vậy, không được giao. Làm cái gì vậy? Chuyện gì vậy? Cậu đến rồi, cậu xem. Hôm nay chúng ta đánh đội vận chuyển hàng của Nhật. Đây đều là đồ của bọn Nhật. Nhưng mà chỉ đạo viên lại kêu chúng ta nộp lên. Cậu nói chúng ta có giao không? Làm gì có chuyện người này làm người kia hưởng chứ. Du Tiểu Đảm, cậu đi nói với chỉ đạo viên, mình lệnh này trung đội chúng ta từ chối thực hiện. Mấy ông đội ơi, em chỉ truyền lại lệnh của chỉ đạo viên. Dù gì thì mấy thứ này không thể nộp lên được. Sao lại đổ cho em chứ? Dọn đi. Dừng tay. Trương đại thụ, làm gì đó? Làm gì mà làm? Trung đoàn lệnh cho giao nộp tất cả những này lên. Dọn cho tôi. Cậu dám? Tránh ra. Đừng cản trở chấp hành mệnh lệnh. Cậu dám đánh người sao? Cậu đánh đó thì sao? Các anh em, lên. Đánh đi. Đánh đi. Dừng tay. Dừng tay. Đại ca, chuyện gì vậy? Đại ca, bọn họ ra tay đánh người. Sao các cậu lại đánh người? Anh nên hỏi cấp dưới của anh kìa. Đã bọn họ ra tay trước. Cậu, ai cho các cậu đến dọn đồ? Là lệnh của đoàn bộ. Sao đoàn bộ không báo với chúng tôi? Lâm Phùng Thiên, đại đội ba các anh tự ý hành động phá hoại toàn bộ kế hoạch tác chiến. Anh còn mặt mũi để hỏi à? Đại đội ba tự ý hành động là không đúng, nhưng các anh cướp đồ là đúng sao? Đi. Đại ca, cứ để chúng đi như vậy sao? Vậy quá oan ức rồi. Không được, tôi tìm đoàn trưởng nói chuyện. Trương đại thụ, đại đội trưởng như cậu lại đánh với trung đội trưởng, vậy mà còn đến cáo trạng với tôi. Cái thằng nhóc này, ai cho cậu cướp đồ của họ? Đoàn trưởng Lưu. Là đoàn trưởng Lưu nào? Chính ủy. Đoàn độc lập chúng ta còn đoàn trưởng Lưu nào sao? Đoàn trưởng tôi, cậu im miệng cho tôi còn chưa xử lý cậu đó. Đoàn trưởng, chuyện này cũng không thể trách đội trưởng Trương. Cô cũng im miệng cho tôi. Còn chưa nói đến sai lầm của cô. Cậu làm mất hết mặt mũi bác lộ quân rồi. Đi, vào trong nhận lỗi lầm.
Đúng đó, làm gì vậy chứ, không công bằng. Lần này trung đoàn bất công, tôi không làm nữa, tôi không nuốt nổi cục tức này. Đúng, về nhà thôi, không làm nữa. Dù sao tên ngu ngốc nào muốn cướp đồ của tôi, tôi liều mạng với hắn thì cũng do anh là quỷ mê tiền đó. Anh Kim Tỏa, anh gặp qua chuyện đó chưa? Tôi cũng chưa gặp qua chuyện đó. Nhưng mà anh nói, cậu đừng luyên thuyên nữa, nhưng hơi lại lắc nữa cả với bọn họ kìa. Đừng nghiêm túc như vậy, đội trưởng Giang. Đừng căng thẳng, tôi cũng không phải cọp. Đoàn trưởng, đại đội ba gây rắc rối cho trung đoàn rồi. Đại đội ba tự ý hành động là sai thật, nhưng đánh đội vận chuyển của Nhật mua vũ khí đạn dược thì vẫn là đúng. Đúng và sai là hai chuyện. Trong chuyện này, trung đoàn cũng có chỗ sai. Không nghĩ đến các chiến sĩ có tinh thần chiến đấu cao, mong muốn chiến đấu đến vậy. Cho nên trung đoàn quyết định không xử lý hành động lần này của đại đội 3. Bây giờ tôi tuyên bố quyết định của đoàn bộ. Đại đội 3 không nghe chỉ huy tự ý hành động, làm loạn kế hoạch tác chiến của trung đoàn. Đáng lẽ phải phê bình nghiêm khắc, nhưng đã tiêu diệt hơn chục tên lính Nhật, còn thu được rất nhiều chiến lợi phẩm. Hành vi này lẽ ra được khuyến khích nhưng không có phần thưởng. Đội trưởng Giang Sùng Nghĩa, phó đội trưởng Lâm Phụng Thiên, thân là chỉ huy quân sự, lại tự ý ra lệnh ghi lại sai phạm lớn. Trương Đại Thụ thân là đội trưởng đại đội 2, dẫn đầu gây rối tranh đoạt chiến lợi phẩm đại đội 3, phạm lỗi nghiêm trọng, phạt giáng chức xuống làm phó đội trưởng. Chỉ đạo viên Dương Thanh Mai không làm tròn nhiệm vụ, ghi lại một lần thông báo phê bình. Đoàn trưởng, đại đội 3 chấp nhận hình phạt của trung đoàn. Nhưng mà tôi đã hạ lệnh giao toàn bộ chiến lợi phẩm lên cho trung đoàn. Được, nói hay lắm. Nhưng mà những chiến lợi phẩm này sẽ dẫn cho các anh giữ lại. Lưu Đại Pháo tôi nói lời giữ lời. Nhưng mà trước khi giải tán, có thể dẫn chúng tôi đi xem một chút các anh thu được đồ tốt gì không? Chuyện cướp chén cơm này chúng ta có thể không làm, nhưng dòm ngó một chút thì vẫn được chứ. Thế nào? Không tệ. Chiến quả không tệ. Đoàn trưởng Lưu, bác Lộ Quân xem trọng công bằng nhất không phải sao? Nhưng tôi lại không thấy. Tôi chỉ thấy có người ăn no đang cướp cơm của người đói. Kim Tỏa, anh nói xem ai cướp cơm của đại đội anh. Hôm đó chúng tôi lãnh đạn, thì trưởng quan kia của các anh chỉ cho chúng tôi 2 rương đạn, còn đại đội khác thì cho 5 rương. Có chuyện này sao? Tôi không chê chuyện đạn ít, nhưng chuyện này không công bằng. Vì sao những đại đội khác lại có đủ đạn, mà đạn của chúng tôi lại biến thành cái túi rỗng miệng chứ? Anh xem bọn họ đi, đeo băng đạn cũng không giống chúng tôi. Mọi người đều nghĩ vậy sao? Bác Lục Quân không đủ vật tư, chúng tôi có thể hiểu. Nhưng đoàn trưởng Lưu cũng nói rồi, mọi người đều là đồng chí, vì sao trên phương diện này lại dày mỏng khác nhau vậy? Đúng đó, đúng đó. Vậy được, các cậu mở túi đạn ra cho các anh em đại đội 3 xem. Mở đi. Không cần đâu. Đội trưởng Giang, trong lòng anh cũng nghĩ vậy phải không? Tôi biết anh không có mặt mũi nói ra, nhưng nếu hôm nay đã gặp phải thì để mọi người xem thật rõ ràng, xem bên trong có bí mật gì. Mở túi đạn ra đi. Trời, sao lại là khúc cây chứ không phải đạn? Vốn là để dọa địch, không ngờ lại gạt cả đồng chí của mình. Thật ra những hiểu lầm này rất dễ giải thích, các anh tìm đại một đồng chí hỏi là biết rồi. Các đồng chí, kẻ địch không đáng sợ, đáng sợ là nỗi nghi ngờ trong lòng chúng ta. Bây giờ mọi người đều yên tâm rồi chứ? Chỉ đạo viên, thấy chúng tôi thế nào? Làm không tệ, nhưng còn hơi lộn xộn. Đúng rồi, người như chúng tôi đã bao giờ làm qua loại chuyện này chứ? Mà bác Lộ Quân lại có cả quy củ này nữa, phải giúp nông dân làm việc. Được rồi, để mọi người nghỉ ngơi chút đi. Rõ.
Chỉ đạo viên có lệnh cho mọi người nghỉ ngơi. Các anh em nghỉ ngơi thôi. Ông già, cây trồng của ông tươi tốt quá ha. Năm nay thời tiết tốt, với lại có bác Lộ Quân, tâm lý người dân cũng vững vàng. Để thu hoạch rồi tôi phải ăn một bữa thật no. Mấy ngày nay trong nhà hết lương thực, chỉ biết ăn rau dại lấp đầy bụng. Vụ mùa này là nguồn sống của người dân hả? Thì đúng là vậy mà. Yên tâm đi, có chúng tôi ở đây bảo đảm các anh bội thu. Cứu mạng. Mã Kim Bảo, anh đi xem có chuyện gì. Được. Cứu tôi với. Không chịu làm việc đàng hoàng tôi đánh chết cô. Làm gì vậy? Đàn ông lại đi đánh phụ nữ. Quân lính à? Chuyện của tôi đừng xí vô. Coi chừng tôi đánh luôn một thể. Tiểu Đồng, cô qua đây cho tôi. Anh đừng làm loạn. Chuyện này tôi quản chắc rồi. Anh đánh tôi thử xem. Đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa. Tất cả dừng tay. Đừng đánh nữa. Lão Tu, anh đừng gây chuyện nữa, tôi về với anh. Xem về nhà tôi xử cô làm sao. Đi. Đứng lại đó cho tôi. Làm gì đó, quay lại. Anh muốn làm gì vậy? Muốn anh hùng cứu mỹ nhân à? Mã Kim Bảo, anh sao vậy? Uống lộn thuốc rồi à? Sao lại đánh người dân chứ? Thằng nhóc đó ngược đãi phụ nữ. Bác Lộ Quân chúng ta bảo vệ người dân mà. Anh không thể làm như vậy. Chúng ta là chiến sĩ Bác Lộ Quân. Chúng ta có kỷ luật đó, không biết sao. Được rồi, giải tán đi. Mọi người làm việc đi. Đi đi, còn nhìn gì nữa? Nghe nói quân của Yamada đang tìm kiếm lương thực ở từng nhà. Giờ nhà ai còn lương thực đâu? Kiếm cũng không có, lại làm khổ dân chúng. Bọn chúng không có được lương thực, nhất định sẽ không bỏ cuộc. Bọn chúng nhất định sẽ cướp lương thực trên đồng ruộng. Cho nên, nhiệm vụ quan trọng nhất hiện tại là bảo vệ vụ mùa. Bọn chúng muốn cướp lương thực không dễ vậy đâu. Đúng, chúng ta phải làm tốt việc chuẩn bị. Ngài Yamada, ngài Mộc Thôn, Dương Bá Chiêu, ông cũng biết hoàng quân cần có lương thực. Cần lương thực. Trưởng quan, ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ cố gắng. Nhưng ngài cũng biết, bây giờ lương thực của người dân trong huyện đã cạn rồi. Tôi đi đâu tìm lương thực chứ? Tôi không biết ông dùng cách gì. Trong vòng 3 ngày phải giao lương thực cho tôi. Nếu không đừng trách tôi không khách sáo. Sự trung thành của tôi ngài cũng biết mà. Tôi đáp ứng cũng không có ý nghĩa. Không thu được lương thực thì người tổn thất cuối cùng vẫn là hoàng quân. Không có lương thực làm sao đánh trận? Ngày một hôm, gần đây có hàng trăm mẫu ruộng nhưng vẫn chưa chín. Với lại Bắc Lộ Quân đang ở phụ cận. Lô lương thực này đối với hoàng quân hay Bác Lộ cũng đều quan trọng. Lô lương thực này không thể lọt vào tay của Bác Lộ. Đúng vậy. Vậy đi, ông đi cùng tôi một chuyến. Tôi muốn tự mình xem lương thực của mấy trăm mẫu đất này. Không được, tôi không tiện đi đâu. Người dân đều nhận ra tôi. Ông sợ gì chứ? Chúng ta có thể hóa trang mà. Cái này trì quản lương thực của hoàng quân. Trách nhiệm này ông gánh nổi không? Được rồi. Ngài Mộc Thôn, chính là chỗ này. Ngài xem. Tốt. Nếu như số lương thực này đều được sung làm quân lương thì sẽ giải quyết được vấn đề. Phải. Nếu có thể lấy số lương thực này trước người dân thì sẽ không có vấn đề. Tôi lại lo Bác Lộ có phải cũng để mắt tới nơi này. Vậy thì không dễ làm rồi. Nếu như có thể dành trước Bác Lộ. Không, ngài Mộc Thôn, nếu như để Bác Lộ cảm thấy lương thực không dễ, vậy chúng ta có cơ hội rồi. Ông có biện pháp gì không?
cách gì sao? Chúng ta xây dựng công sự ở đây, sủ tại chỗ này. Có người dân nào mà không sợ chết lại dám đến đây thu hoạch? Bác Lộ Quân tự nhiên cũng không đến được. Được, ông phụ trách tìm nhân công. Tôi sẽ dựng tháp pháo ở đây, xây tháp pháo. Được đó. Việc xây tháp pháo giao cho ông đó. Để đến lúc thu hoạch, tôi sẽ không bạc đãi ông đâu. Được được, đi. Báo cáo, vào đi. Đoàn trưởng, có điện tín. Sao rồi đoàn trưởng? Có phải kẻ địch có hành động gì không? Người Nhật xây dựng tháp pháo tại khu trồng trọt ở Lâm Hà. Đám này đúng là đủ tàn nhẫn. Rõ ràng là giành thu hoạch với chúng ta. Cấp trên lệnh cho chúng ta chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời xuất binh. Đúng, thời gian không đợi người. Băng giảng, tôi thấy chúng ta có nên tìm Ngô Thiên, xem ông ta có chịu hợp tác không. Dù gì, vì vụ mùa liên quan hệ trọng, nếu có thể hợp tác, chúng ta sẽ càng nắm chắc bảo vệ được vụ thu hoạch. Tôi thấy Ngô Thiên chưa chắc đáp ứng. Không cần biết thế nào, đáp ứng thì tốt, không đáp ứng thì là chuyện của ông ta. Cứ thử thôi. Được, tôi sẽ phái người thông báo Ngô Thiên. Làm đàng hoàng vào, nếu không, người của Hoàng Quân sẽ không khách sáo với chúng ta đâu. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Mấy người đó, làm việc đàng hoàng vào. Đừng lười biếng. Ngày Mộc Thôn, ngày đến rồi. Công trình tiến triển rất thuận lợi. Tối nay có thể làm xong rồi. Được, chúng ta còn phải xây mấy cái tháp pháo. Bên đó, bên đó. Kiểm soát thật chặt chẽ khu vực này. Được, được. Quyền trưởng Dương, ý kiến của ông rất hay. Có thể ra sức vì Hoàng Quân là điều nên làm. Vất vả rồi, ngài xem thử đi. Cho cô ra ngoài làm loạn, còn dẫn đến quân đội, bị cô làm mất hết mặt mũi rồi, có biết không? Trương Lão Tam, cô mới là kẻ làm mất mặt đó. Tiểu Đồng làm việc cho hội cứu hộ phụ nữ, đó là chuyện tốt. Còn vì sao lại đánh người ta? Đó là chuyện của nhà họ Trương, chị quản không được. Cô qua đây cho tôi. Tôi thích quản đó. Bác Lộ Quân, các anh mau qua đây xem đi. Dài mang trên chân, quần áo mặc trên người đều là hội phụ nữ chúng tôi cho. Các anh cũng không thể thấy chết không cứu. Mau qua đây quản chút đi. Không có chuyện của chị. Tên khốn. Đúng vậy, bác Lộ Quân sẽ bảo vệ cho người dân. Tôi kêu các anh quản, chứ ai kêu đánh người chứ. À, không được đánh người. Đại ca, lúc này vẫn chưa kịp cảm ơn anh. Không sao. Quỷ cờ bạc, ngơ ra làm gì? Cậu nói tôi có giống anh hùng cứu mỹ nhân không? Chỉ có anh mới là anh hùng thôi. Đi, đừng trì quản công việc. Mắt to thật. Quốc gia, nấu mì trứng cho ai vậy? Bác sĩ Dương đang phẫu thuật, chuẩn bị cho cô ấy. Trong đội không có người bị thương chứ? Một dân làng bị gãy tay. Cậu đến đúng lúc lắm. Đem mì đưa đến đội y tế đi. Sao vậy? Không dám đi à? Sao lại làm khó tôi vậy chứ? Tôi làm khó gì cậu đâu. Chỉ nhờ cậu giúp tôi đưa mì thôi. Không cần biết giữa cậu và Dương Thanh Mai thế nào, nhưng cậu đừng quên, cậu và Mạnh Ngọc Nhi suýt chút đã bái thiên địa rồi. Cũng đã lâu vậy rồi, không màng đến người ta, cũng không thể cứ bỏ mặc được. Đem qua bển đi, đều ở trong đại đội 3, không thể cứ tránh né không gặp được. Đưa đũa cho tôi. Đồ ăn của cậu lát sẽ có. Anh đến đưa mì. Em thấy rồi. Mì này
Em biết, là của chỉ đạo viên. Sao em biết? Là em kêu quốc gia làm. Em đi xem chị ấy làm xong chưa. Anh gặp Ngọc Nhi rồi à? Phải. Anh đáng lẽ nên sớm đến. Khoảng thời gian này trong lòng Ngọc Nhi rất khó chịu. Dù sao thì anh cũng nên nói rõ ràng với nó. Được, ngồi đi. Không nói chuyện này nữa. Vốn tôi định quan mì đi. Vốn dĩ tôi muốn đi tìm anh. Có vài chuyện trong đội cần sớm quyết định. Chuyện gì? Việc ứng cử viên trung đội trưởng trung đội 3 không thể kéo dài nữa. Tướng cô ăn mì như đàn ông vậy. Thời chiến mà, ai cũng thay đổi thôi. Anh nói xem, anh thấy sao về nhân tuyển mới? Ai phù hợp? Tôi thấy Triệu Mạnh thích hợp làm trung đội trưởng đó. Triệu Mạnh, những chiến sĩ cũ không có ý kiến gì chứ. Vậy để tôi về thương lượng với bọn họ. Được. Mã đại ca, cô cũng ở đây à? Giày này cho anh. Cũng không biết vừa không. Giày mới hả? Đầu ra vậy? Tiểu Đảm, anh cậu có người thương rồi. Để em xem, đừng đụng vào. Làm dơ hết bây giờ. Dơ hết. Không cho xem thì thôi. Em không đồng ý. Lý do không đồng ý. Làm lính chú trọng đến thâm niên. Không thì ai mà phục. Đại ca, các anh em đi ra từ Cửu Đại Thành rất nhiều. Triệu Mạnh mới đến mấy ngày chưa đủ lão làng. Dựa vào đâu được làm trung đội trưởng? Vậy cậu thấy ai phù hợp hơn? Mã Kim Bảo. Cậu ấy cũng là một tay đánh trận giỏi. Vậy cô thấy chọn ai thì được? Ai thích hợp hơn thì cho người đó làm. Anh quyết định đi. Nhưng mà phải nhanh chóng quyết định. Đại đội 3 phát triển rất nhanh. Vị trí này không thể cứ để trống được. Nói về đánh trận, không ai so được với Triệu Mạnh. Vẫn chọn Triệu Mạnh đi. Cậu ấy ổn trọng hơn Kim Bảo. Được. Vậy quyết định vậy đi. Du Tiểu Đảm, tham mưu trưởng, có chuyện gì vậy? Cậu nói quốc gia làm hai món cho tôi. Dạ được, em đi ngay. Anh còn cần gì nữa không? Nếu không có thì khoan đã. Có tình gì mới không? Nghe nói Triệu Mạnh được làm trung đội trưởng. Các anh em muốn ăn mừng với anh ấy. Quân binh bắt lục quân nhất trí. Đối xử tụi em không tệ. Triệu Mạnh đối với tụi em cũng rất tốt. Khốn kiếp. Đừng nhắc với tôi cái bát lộ khốn kiếp. Bất nhắc đến cái tên Triệu Mạnh. Bây giờ tôi ghét nhất nghe đến hắn. Khốn kiếp. Nhị ca. Khốn kiếp. Nhị ca, đừng đánh nữa mà. Nhị ca. Nhị ca, đừng đánh nữa. Tiểu Đảm, không chịu nói thật đúng không? Làm sao có thể té thành cái dạng này? Nói, rốt cuộc là sao? Tam ca, em bị té thật mà. Vết thương này nhất định không phải tự té. Tiểu Đảm, đừng sợ, nói đi. Rốt cuộc là ai làm vậy?
Chuyện gì vậy? Bị người ta đánh. Ai dám đánh người đại đội ba? Lâm đại ca hỏi nửa ngày rồi nhưng không chịu nói. Tiểu Đạm, mau nói đi. Đừng hỏi nữa mà. Em biết rồi. Nhất định là Dương Trực. Tiểu Đạm, đúng không? Không. Hả?